Xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với Sóng Âm Thanh. Hôm nay thì em sẽ đi giới thiệu lại đến các bác về cái series đẩy của DB Aquatic. Và đây là một dòng đẩy mà chuyên dùng trong home. Tại sao lại phải giới thiệu lại? Bởi vì là cái hàng này hết hàng khá lâu rồi. Nhiều bác gọi là rất quan tâm sản phẩm nhưng mà không có hàng, thì bây giờ vừa về hàng được, phải lên sóng và nói lại đến các bác luôn về cái giá thành này và cái tính năng của sản phẩm. Và đây là một dòng đẩy được thiết kế để các bác có thể là chơi trong gia đình một cách rất là hiệu quả, nhỏ gọn mà không cần phải cắt tủ như những clip trước em đã nói, đúng không ạ? Khi mà đi lắp đồ âm thanh thì đa phần là như này, cái tủ của các bác thiết kế là không phải để đẩy, đúng không ạ, còn để âm ly. Nên là khi đa phần đi lắp là phải cắt tủ, cắt đằng sau ra để con đẩy nó vừa vào trong cái tủ. Bởi vì sao ạ? Thường thường là những con đẩy khác thì cái chiều sâu của nó rất là sâu, nó khoảng tầm cỡ 35-40 phân, đúng không ạ? Nhưng mà với cái dòng đẩy này thì được thiết kế theo cái phong cách là rất là nhỏ gọn và được dùng riêng cho home, nên là các bác chỉ cần là mua đẩy để về bỏ vào tủ, không phải cắt, rất là tiện lợi. Và ở đây cái series này của nó là series B các bác nhá. Và những dòng đẩy của DB Aquatic thì đã vào thị trường được rất là lâu năm rồi, đúng không ạ? Và rất nhiều bác ở đây đã tin tưởng sử dụng rồi, đánh giá chất lượng rất là ok. Và khi mà em làm những dòng đẩy này thì được một cái em rất yên tâm. Bởi vì sao ạ? Hầu như là không phải bảo hành, bởi vì nó rất là bền. Và với những dòng đẩy của DB thì nó sẽ có 3 series chính để các bác lựa chọn. Một là series D, 2 là series B và 3 là series KD. Thì năm nay thì cái series B này sẽ em nghĩ sẽ là hot nhất. Bởi vì sao? Bởi vì là nó được tích hợp những cái mạch công suất với linh kiện chất lượng rất là cao và đã lên sóng đến các bác cả 3 con đẩy này rồi. Nên là em sẽ không bỏ qua phần mở ruột đi, không nói qua về cái ruột nữa mà nói qua về cái chất lượng sản phẩm và giá thành cũng như là những cái chế độ bảo hành đấy các bác. Thì đầu tiên ở đây đó là cái series đẩy B2005. Đây là một dòng đẩy với 2 kênh, mỗi kênh là 500W ở 8 ohm. Như vậy thì với con này các bác có thể đánh được những đôi loa từ bát 20 cho đến bát 25 rất là ok. Đấy. Với con đẩy này các bác có thể ghép với những dòng loa như là Fox 10 này hoặc là Fox 12 cũng đều ok cả. Và với con đẩy này thì nó sử dụng mạch công suất Class H các bác nhé, bảo hành chỉ hãng 2 năm, giá là 4,6 triệu công khai đấy các bác luôn. Và khi các bác mua hàng thì em tặng kèm các bác là gì ạ? Tặng kèm các bác là dây rắc về nhà, các bác chỉ việc là mua đẩy về là có đồ cắm luôn, không phải chạy ra chợ đi mua nữa, đúng không ạ? Và tặng kèm tất nhiên rồi, những linh kiện rất là xịn. Ok, tiếp theo là dòng đẩy B2006, con này công suất lớn hơn. Đấy. Thì các bác có thể ghép với những dòng loa bát 25, bát 30 hoặc có thể ghép với là hai đôi bát 20 đều rất là ok này. Với con này thì là 600W nhân với 2 kênh ở chiều kháng 8 ohm và nó cũng sử dụng mạch công suất Class H. Tất cả những dòng đẩy này thì em đã mở ruột và nói hết rồi. Bác nào mà muốn xem lại về cái mạch của nó thì các bác có thể lên kênh của YouTube Sóng Âm Thanh, các bác gõ ra Sóng Âm Thanh cộng với tên của đẩy sẽ ra luôn clip các bác nhá. Còn ở trên cao ở đây đó là dòng đẩy mà công suất lớn nhất. Các bác có thể sử dụng để ghép với 2 đôi loa bát 25 hoặc là nếu bác nào tiết kiệm các bác có thể ghép với 2 đôi loa bát 30 hoặc là 1 đôi loa bát 40 cũng rất là ok. Nhưng mà lý tưởng nhất thì các bác có thể ghép với những dòng loa bát 30 công suất lớn là ok nhất. Ví dụ như là con DK đúng không? UK Mai Pro thì công suất của nó là 500W. Như vậy thì nếu như các bác dùng con main 600 đánh có vẻ nó sẽ hơi yếu luôn, thì các bác phải dùng con 800 này đánh mới khỏe được. Và các bác lưu ý cho em một điểm là gì ạ? Là công suất đẩy các bác lựa chọn lên lớn hơn công suất của loa ở cùng trở kháng từ 1,5 cho đến 2 lần. Như vậy nó sẽ là lý tưởng nhất và đánh đồ nó bền nhất cũng như là cái loa nó ra được cái chất của nó các bác nhá. Còn loa mà hay rồi nhưng mà dùng đẩy, một là kém chất lượng này hay là nó yếu quá thì cũng không thể nào nó toát lên hết cái chất của loa hay được. Đấy. Một cái người mà kỹ sư ấy, họ thiết kế ra một xe đua rất là tốt rồi nhưng mà họ không lái được. Đấy, phải nhờ những người gọi là chuyên đua để họ lái, đúng không ạ? Và một cái loa nó vậy, loa rất là hay rồi nhưng mà nếu như không ghép với đẩy tốt, không ghép với đầy đủ công suất thì sao ạ? Cũng không thể làm ra hết chất của cái loa nó được. Rồi ok, và khi mà các bác mua hàng ấy, thì ở bên trong đây nó sẽ có một cái tờ quyển sách ở đây thì nó sẽ ghi luôn cho các bác là đầy đủ hết tất cả những cái thông số coi nhá. Và đây đều là 3 dòng đẩy và nó có một cái tính năng mà em thấy là nhiều bác vẫn nhắc, vẫn hỏi đó là gì ạ? Đó là có tính năng là chống chập dây loa không? Bởi vì nhà anh là đấu nhiều loa với nhau sợ chập thì đây là nó đều có cái tính năng đấy các bác nhá. Ngoài ra thì nó còn rất nhiều tính năng khác để bảo vệ loa nữa. Rồi, và với con đẩy B2008 này thì nó là 2 x 800W ở 8 ohm và giá của nó là bao nhiêu? Giá của nó là 6.600.000 đồng. Và nhắc lại thì các bác có mức giá này, B2005 là 4.6 triệu, B2006 là 5.8 triệu và B2008 đó chính là 6.6 triệu. Và tất cả sản phẩm ở đây thì đều bảo hành chính hãng lên đến 2 năm, một đổi một cho các bác trong vòng 3 tháng và tặng kèm các bác đầy đủ phụ kiện
khi mà các bác sử dụng. Và những bác ở Hà Nội ở gần em ấy, thì em sẽ hỗ trợ bao ship. Còn những bác mà ở tỉnh ngoài hoặc là miền Nam ấy, thì em sẽ hỗ trợ 50% cái tiền vận chuyển, bởi vì là những cái hàng này thì nó cũng khá là nặng nên là vận chuyển vào đấy nó cũng khá là mất nhiều cước, đúng không ạ? Rồi bây giờ thì em sẽ test lại để các bác nghe cái chất âm của cái dòng đẩy này. Và bây giờ thì em sẽ đánh con đẩy B2018 ấy, thì với một đôi loa bắt 40 để các bác cảm nhận cái tiếng của nó nhé. Và ưu điểm của những cái dòng đẩy sử dụng mạch công suất lớn hát nó gì ạ? Tiếng nó rất là đầm, tiếng rất là đầm, mà các bác có thể chơi loa hoặc chơi súp đều rất là ok. Rồi ngay bây giờ thì sẽ test lại để các bác nghe cái chất âm của dòng đẩy series B với con đẩy B2018. Đây, mời các bác nghe thử chất âm của dòng này nhé. Rất là âm tiếng. Một cái điểm nữa mà những dòng đẩy home thì nó không được kêu quá to hoặc là không được sôi. Đấy, bởi vì là dùng gia đình. Ở đây thì em ghép với một đôi loa Tannoy bass 40 đồng trục. Con này công suất cũng khá lớn. Quay lưng nghe tim mình quặn thắt, người chẳng phụ người mà vẫn dở dang, tại ta hay tại trời bày ra số kiếp. Vừa rồi thì em vừa lên sóng đến các bác về ba cái dòng đẩy series B của DB. Bác nào quan tâm sản phẩm thì alo cho bên sóng âm thanh nhé. Ok, bây giờ xin chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở trong những clip sản phẩm tiếp theo.